gì vậy trời, mới vô uống cái bập cái gì vậy má? Cái gì vậy má? Anh em nào hiếu kim cương để quay đồ, nhanh tay đến ngay đào đến ép chấm cơm. Giáng sinh vui vẻ, giảm giá tất cả các loại quay lên tới 50%. Và đặc biệt một điều, top 1 tháng sẽ được hơn 70% giá trị thế nào. Shop có đủ các loại dòng quay, thoải mái cho anh em lựa chọn, giá trị chúng kim cương cực cao, chỉ có tại đào đến ép chấm cơm. Gì vậy trời, mới vô uống cái bập cái gì vậy má? Cái gì vậy má? Không dây nè, cái hàng địch đầu tiên là không dây 16 đúng không, không dây 15 đúng không, không dây 15 lên, không dây 15, không dây 15 anh em, không dây 15 này đấy đây nè, không dây 15 cái không dây 07, không dây 15 không dễ là 8 dây 3 viên đạn, cứ 8 dây là 3 viên đạn, không biết viên nào, ba thằng rớt này. Còn thầy bắn là Hà Từ mà kiểu mà bo đầu vô mà tới bo cuối vô mà kiểu mà chưa giết được hai thằng ấy, chưa giết 5 thằng. Trời ơi. Múa không mà giết được gì giết anh em, cứ mà bắn một viên cái đặt 4 trái keo, bắn một viên đặt 4 trái keo không rồi. À mít. À 4 anh em à. Còn 2 nữa. Mấy bạn này bắn hay lắm cho nên Bích Ca phải cẩn thận một xíu nha. Tí nữa Bích Ca nói. À từ từ từ. Mít mít mít. Thế mà không quan sát được. Ok. À, sáu kêu không biết kêu sọt trời. Gặp thầy là bây giờ bắn một thằng đúng không? Hai viên máu vàng, cái thằng kia bắn hít sọt, cái bắt đầu khoái kì cười miếng chi quốc kia hạ gục luôn. Chị Skyler vẫn chưa hồi nên mà nhắc tới Skyler. Giờ sao bắn được? Giờ sao bắn được? Mệt rồi giờ, thấy chưa? Đủ lỗ đam nữa. Xong rồi. Chết rồi, mấy bạn lấy súng càng càng. Nó gọi anh em ơi, cái nói chung là cảm giác tay mà anh em. Bây giờ bắn là cái quan trọng cảm giác tay của anh em thôi, chứ bây giờ không có vấn đề này nổi anh em, quan trọng cái tay anh em bắn. Ví dụ hôm nay, ví dụ tận đầu tiên anh em bắn bốn cái chọc cho chặt, thứ hai anh em bắn cũng yếu xìu anh em ơi. Quan trọng cảm giác tay của anh em thôi. Trời hay quá. A few moments later. Một bạn dưới vòng là xong. Ôi không tốt, không tốt. Ôi rồi, miss anh em hồi nãy miss hơi nhiều nha. Ủa không tốt, không tốt. Ủa rồi, miết anh em hồi nãy miết hơi nhiều nha. Đâu rồi, clip rồi. Ở Việt Nam mình mạng thấy Indo sao anh em à. Nên nó miết hơi nhiều anh em, tôi mà qua Indo tôi bắn auto vào đầu luôn á. Ở Việt Nam mình mạng hơi lắc anh em. Mạng hơi lắc đấy. Tôi qua Indo bắn full đỏ mà. Qua dữ. Bắn miết nhiều anh em à, hơi miết nhiều. Đây là kỹ năng thật sự này. Một cái nào, ui rồi. Mấy bạn bắn hay quá nè. Ok, trời ơi, cố lên Pika ơi. Mấy bạn bắn hay. Đây còn rồi nè. Ôi trời ơi, sát bạn này luôn, bạn kêu bắn này anh trai, này anh trai. Anh em muốn làm highlight ném một cây thôi anh em, còn nam mà muốn làm highlight mà kiểu bắn nhiều cây nên mua hắc trình để bắn thôi. Chứ thầy là thầy, đó giờ thầy livestream là thầy nói chung là đủ dễ. Thầy đó giờ thầy chơi là chưa bao giờ mà thầy bắn hai cây trong vòng một trận đấu mà thầy bắn kiểu mà bắn mười cảnh tay nó luôn luôn như một cây cả anh em ạ. Thà bắn đúng một cây, một là qua shot. Nhưng mà anh em cái ghi một cây thì nó khó mất hơn. Như cây lục bạc từ lúc đầu còn tới giờ đi cây bắn một cây thôi anh em. Thấy không? Hai viên đầu thôi. Thầy chỉ bắn 3 cây mặt cười. 3 cây đâu 3 cây. Căng thôi luôn anh em. À, ôi được cuốn nữa kìa anh em. Úi, trời ơi. 2000 years later. Trận đấu này công nhận cảm xúc nhiều anh em. Một cái điều mà thầy đó giờ mà nhiều clip mà thầy đã nói với anh em rồi là những cái clip tỉ thần thứ là thầy đã nói với anh em, một điều mà thầy bây giờ thầy vẫn nói nữa anh em biết sao không? Tại vì quá phục anh em à. Anh biết cây anh em thấy không? Mặt rất là bình tĩnh, cho dù chơi dơ thì anh em cũng anh biết cây rất bình tĩnh đấy, nào chứ bình tĩnh. Được không?
Trời ơi cái gì? Hách tại này qua shop này, hách một thằng này qua shop nó một viên qua shop chết thằng đấy. Khá lành luôn đấy. Mít hay nhiều nha, mít hay nhiều nha. Con này mít hay nhiều anh em, con này mít hay nhiều đấy. Hay. Trời ơi. Anh em heo, anh em biết cây. Đem heo 2 AC80 bắn toàn lượng bạc không. Anh em heo anh em biết cây đem AC80 không mà bắn toàn lượng bạc không em không? Đem 2 cây rồi. Thấy không? Hình ảnh chứ mà tính giúp mình không ạ. Hay. Có cái lơ hồi máu đỡ ra nè. Ui. Anh phải đó vào đầu được ảo thế nha. Tâm anh với cây với là cái lồ nhảy với cây đặt rất là hấp luôn anh em, rất là yếu luôn đấy. Kéo toàn dưới đầu thôi chứ không thể nào qua đầu được anh em à. Hay quá mấy bạn, hay quá anh em à. Bích cà bắn muốn méo mặt luôn á. Hay. Trời ơi. Méo mặt luôn anh em à. Hay quá. Hay. Rồi. Hay quá anh em ơi. Ha. Trời. Okay, trời ơi, đúng đều rồi. Khá là căng thẳng luôn anh em. Trời ơi, hy vọng là Vika sẽ thắng nhiều kỹ năng màu one shot rồi á. Còn thao tác thì bây giờ tất cả mấy chủ đều nhanh mà. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ đang rất là mấy bạn chơi one shot rất là hay nè. Hay. Ui. Ờ khó, quá khó. Trời ơi. Lo nói chuyện, thôi để Vika cẩn thận là anh em ơi. 4 rồi, 5 rồi, 5 gao anh em ơi, 5 gao rồi. Ui 5 gao anh em. Bắn mà có con keo nó còn dí vậy mà không có con keo rồi nó dí cho má đạn khác luôn á. Không có con keo khó chơi lắm anh em. Ở dí một thằng lấy cho con keo mai ra. Ui ơi. Ui. Chưa kịp bắt lẻ luôn em. Có. Anh sẽ tới 10 anh em thấy không? Cái cảm giác tay khác liền. Khác liền. Bắn nó khác khác luôn bạc liền anh em không? Ít vô đầu hơn anh em à. Hay. Gà một thằng lấy con keo được. Ui ơi. Ảo gì vậy? Gà thằng lấy con keo được đấy. Hay. Trời ơi. Không cần con keo cần sao à. Keo nè. Cần núp đầu anh em. Nhưng mà tại vì không có bơm keo anh em à. Còn một bạn thôi có lên. Hay. Ui ơi. Gớm thật sự em à. Trời mấy bạn mới hay quá. Ôi rồi. Á lục bạn cứ bị ra đạn là auto vào đầu anh em à, thấy không? Ra đạn là cứ bị vào đầu anh em à, chắp ke luôn anh em, thằng kia tự sát luôn rồi. Thằng kia tự sát là nó đầu hàng luôn anh em. Trời ơi. A chà. Thật với anh em mà anh em biết cây này làm highlight như gút hay là như vai 44 mà cân 4 mà hết sọt rồi rất là dễ luôn, thật rất là dễ luôn. Tại vì cái anh em biết cây này bắn nhiêu đầu dễ mà anh em, làm bước dễ luôn anh em. Nhiêu đầu mà bắn nhiêu đầu tỷ lệ đầu cao anh em là rất là dễ. Bắn không trúng vào đầu anh em ạ. Đúng không anh em? Gần cái bên những vào đầu nó ghê thật. Cố lên, cố lên. Còn một thôi anh em à. Để biết cây cố gắng thắng mấy bạn mới được. Lâu lâu mới về Việt Nam phải bắn hết sức anh em. Cái chưa có hội chiêu Skyler à, hồi đầu này. Chà. Không biết sao. À mà đó mà không thấy người mà bắn hết chọt đó mày ảo đấy. Mà nó hên là cho người anh em không phải là. Ui giời ơi, hay. Trời sống. Đẳng cấp ở đây mà, đẳng cấp. Thôi. Mấy bạn mới hay ghê. Là nó chạy xa ra không bây giờ nó giáp ra ám sát gần anh em hai mạng anh em ơi, cực kỳ ảo luôn anh em à. Ui giời. À chà. Còn 3 thằng thôi anh em. Hy vọng mấy bạn cứu không kịp anh em, cứu là Mít Ca chết rồi. Hai, ui. Cứu là nếu mà cứu liên tục là Mít Ca toan á. Chết lại. Á liên hàng gục, liên gục. Còn hai lần cuối cùng, còn hai cuối cùng anh em. Trời ơi. Khó. Đừng có cứu nha, đang đẹp nha, đừng có cứu nha. Khó. Cố lên, còn hai cuối cùng thôi anh em ơi. Hai cuối cùng thôi anh em ơi. Hai. Bọn cuối cùng thôi anh em, bọn cuối cùng nhất thôi.
ơi, trời ơi, cuối cùng lại thua anh em à. Trời ơi. Ai chà, cay thế nha. Trời ơi, ổn nha anh em. Cái pha đó cộng có một bạn duy nhất thôi, nhưng mà 41 kill mới chọt anh em. Vika lâu đang ok anh em, clip này là hết anh em ơi, nói chung là anh Vika làm đây là hết anh em ơi. À.